Chào cả nhà Thì mình có tạo một cái kênh tiktok để mà chia sẻ kinh nghiệm cho anh em à, Thì ở đây mình chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm luôn Và chia sẻ hàng ngày luôn Mỗi ngày mình đều đăng video để mà chia sẻ kinh nghiệm cho anh em Thì ở đây có phần đặt câu hỏi nè Anh em chỉ cần đặt câu hỏi anh em có thắc mắc gì á Anh em đặt câu hỏi thì mình sẽ trả lời cho cái tầm hiểu biết của mình Giúp cho anh em Chào cả nhà thì đây là hồ cá đang bơi bình thường Mình gõ mạnh như mấy cái cái bắt đầu cá nó giật mình, nó giật mình nó bơi, nó bơi lộn xạ luôn, sao nó bật ngựa nó chết đó thì anh em nào đang nuôi cá mà gặp trường hợp này anh em đi thăm cá mà đi ngang qua cá nó nó sợi quá nó bơi lộn xạ lộn xạ xong nó bật ngửa nó chết hoặc là anh em vớt cá lên á vớt đụng cái giọt cái nó cái nó bật ngửa nó chết thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách chữa bệnh cá nó bị chết ngất đó thì cái hồ cá này mình gõ mạnh nhưng có mấy cá bắt đầu hai con lật ngửa nó chết thấy không mấy con khác thì đang bơi lộn xạ thì con cá chết ngất này vẫn có thể cứu được mình sẽ cứu sống là hết cho anh em xem rồi thì đầu tiên á, anh em sẽ vớt hết cá này bỏ một cái hồ mới thì cái hồ nước mới này anh em dùng nước uống nha anh em dùng nước uống chỉ bệnh cho nó hiệu quả đó thì cái hồ nước này anh em để nước rất thấp luôn nha để nước chừng khoảng 5 cm thôi thì vừa mới dớt qua cái đầu cá nó ngã ngửa nó chết hết anh em thấy không vừa mới dớt qua nó bật ngửa nó chết lần nè đó thì nó bị chết ngất thì một lát sau mình sẽ cứu sống là hết luôn cho anh em xem anh em nhớ là cái hồ nước là để nước cao 5 cm thôi nha sau đó anh em dùng cái vitamin c vitamin c mà sẽ sủi cho anh em anh em bẻ là một nửa viên đó, anh em bỏ một nửa viên sau đó anh em thả vô hồ anh em ngâm thì mình ở đây mình ngâm khoảng 4 tiếng thì sau 4 tiếng á, là những con cá này nó tỉnh hết ráo luôn đó thì đây gọi là trường hợp là mấy con cá nó bị thiếu vitamin c cho nên mới dẫn tới trường hợp là cá nó bị chết ngất cá giật mình cá chết ngất đó thì nếu mà trong cái chế độ ăn uống á, anh em bổ sung đầy đủ vitamin c á đi trong thức ăn cá thì cá nó sẽ không bị trường hợp như vậy nữa còn nếu như mà cá nó lỡ bị rồi á, thì cách này là cách cứu cá tốt nhất đó thì sau khi ngâm 4 tiếng á, mình vớt cá mình bổ một hồ khác đó, bỏ một hồ nước mới nè thấy không nó đã hết bị hết bị chết ngất rồi hết bị bơi lộn xạ nữa không đó rồi sau đó thì mình cho ăn bình thường là cá nó sẽ khỏe lại thôi anh em rồi cảm ơn anh em hẹn gặp anh em anh em lên tiktok á tìm phía hunter vn hoặc là tìm nguyễn trần công hậu là nó sẽ ra cái nick của mình hoặc là mình có để link ở dưới phần bình luận của video này nha anh em cho nên mình chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm chào cả nhà thì nhiều anh em hỏi mình á, làm cách nào để mà tiếp cận được khách hàng mua cá guppy ở bên nước ngoài thì hôm nay mình xin chia sẻ với anh em một số nhóm để mà anh em tham khảo thì bình thường những cái nhóm này á anh em rất khó tìm kiếm tại vì anh em không có bạn bè chung với người nước ngoài đó anh em phải nhập đúng cái tên nó luôn thì nó mới hiện ra được cái nhóm này thì những cái nhóm này á, được cái là cái lượng người tương tác rất là cao đó thì khi mà anh em đăng bài lên nhóm anh em nhớ chú ý là hay đăng bài bằng tiếng anh nha anh em đăng bài bằng tiếng anh và anh em nhớ ghi là như vậy nè ví dụ như là ghi tên cá xong mà ghi là rôm việt nam ví dụ như là tu bát đi bông C rôm việt nam để cái lá cờ việt nam vô luôn đó thì người ta mới biết anh em ở nước nào người ta mới dễ mua đó thì trên trang này có rất là nhiều anh em Việt Nam lên đây đăng bài này đúng không đó thì lên đây đăng anh em nhớ chú ý là thêm một cái nữa là chú ý về cái múi giờ ví dụ như mà bên Việt Nam mình đang là ban ngày anh em đăng bài á thì là bên nước ngoài là ban đêm thì người ta sẽ không xem bài của anh em được đó nhớ chú ý múi giờ bình thường mình lên đây mình đăng dạy bài á là mình đăng cái giờ khuya khuya đăng khuya khuya mới có nhiều người xem đó và lên đây anh em nhớ là chú ý là cái hình ảnh cái hình ảnh cá phải là thật đẹp thật bắt mắt thì mới thì mới thu hút được tại vì có rất là nhiều người đăng bài ở trên đây rất là nhiều người lên đây bán luôn anh em đó phải thu hút thật thu hút luôn rồi thì anh em nào có như theo những những cái thắc mắc gì đó anh em vào trang cá nhân tiktok của mình anh em đặt câu hỏi thì với cái sự hiểu biết của mình tới đâu thì mình sẽ trả lời cho anh em tới đó rồi cảm ơn anh em theo dõi video của mình hẹn gặp anh em video sau chào anh em anh em muốn mở cửa hàng cá cần cái nguồn hàng nào đó, lên đây cứ đặt câu hỏi cho mình thì mình sẽ trả lời cho anh em với cái tầm hiểu biết của mình đó ở đây mình đã chia sẻ rất là nhiều nguồn hàng rồi anh em cứ lên xem nha chào cả nhà hôm nay mình có một trò chơi rất là vui mời cả nhà chơi chung đó thì nếu như mà video này của mình đó, được 5.000 tim thì mình sẽ share cho anh em nguồn hàng tận gốc của cám Banura đó, hay không nguồn hàng tận gốc của vi sinh extra bio nguồn hàng tận gốc của Super One hay là Bionox hay là rất là nhiều nguồn hàng luôn để giúp cho những anh em đang có ý định mở cửa hàng cả cảnh á có cái nguồn hàng tốt hơn để mà anh em bán nó hiệu quả hơn đó thì anh em hãy like video này giúp mình và chia sẻ video này giúp mình đó để cho mình được 5.000 tim thì mình sẽ chia sẻ nguồn hàng tận gốc cho anh em rồi cảm ơn